Rồi, hôm nay chúng ta sẽ ăn món sườn ram ha. Đây, bật chảo lên. Và đây là phần sườn. Dầu Đầu ăn. tiên cho dầu nóng vô. Quên, dầu để cho nó nóng. Làm gì trước đi mà. Đường sáng nhất nè. Sáng cái màu. Có nước màu thì phải thắng vậy thôi. Đợi qua đợi tôi mua nước màu bánh tre, nước màu dừa. Ngon mà. Ngon, nước màu bánh tre ngon. Nói vậy nhưng thắng gì không mà. Nước màu dừa đó. Nhưng cái vị nó sẽ ra khác nha, cái mùi nó sẽ ra khác. Bởi vậy. Thì cái nước màu dừa đó nó kho thịt nó sẽ có một cái mùi nó khác thôi. Còn cái này em chỉ đơn giản làm được thôi, như vậy vậy. Cái này là sườn ram nước mắm đúng không? Đó, mình mùi thơm rồi. Chảy ra là rồi. Rồi cho gì không? Cho hành tím với tỏi. Hành tím và tỏi. Cái này là qua cái máy rồi, máy xay đó rồi. Cá mua nhiêu rồi? Một ký 150 đúng không? Mà bà cho em ký 250 đi. Có bỏ nước gì không? Có, để con nó xong rồi. Vô nước bán nước mắm nè các bạn. Quy ra học nghề đó. Nước mắm là nước bán luôn. Nước mắm, nước mắm. Đó. Vô. Để gì nữa em? Em mai mốt em dạy anh nấu ăn luôn được không? Sao hả? Đáng thích. Tại nó biết mày xạo. Nói thẳng cho là không, mày không bao giờ mày học. Biết. Thì đó là mẹ em dạy em sao giờ em dạy anh lại vậy thôi. Mà má nó chỉ muốn ăn chứ ai chỉ em tự biết. Trời ơi, ghê rồi. Bởi vậy là nó tự biết biết mà em ăn có lúc mặn lúc ngọt thôi. Lúc ngon lúc dở nhưng mà thật sự bây giờ là ngon rồi. Bây giờ là quá sau ngon. Như năm trời cái đó mà em mới vừa về làm rễ nhà anh Quỳnh á anh. Trời ơi, nó cho ăn nó thịt nhiều khi thịt khác không. Bây tối nay mày sẽ ăn thịt khác đấy. Nó săn lại không để niêm luôn hả Quỳnh? Thì không có đâm mắm tỏi ớt nữa hả? Không, tỏi cái mắm hành ớt là... cái này nó làm kẹo nha Quỳnh, làm kẹo như bữa giống như dì Nương làm á, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Nó ra cái màu nâu lên. Giờ để cho nó để giờ luôn Quỳnh, để bao lâu mới quay lại giờ nó cạn. Ok, nó sắp xuống rồi các bạn, bạn quay lại nha. Vô người thôi, đồ cay rồi hỗn trộn. Mình đọc thông tin trên báo là sẽ cho shipper hoạt động ở các vùng đỏ các bạn, các quận vùng đỏ bao gồm cả quận 8 nữa. Tuy nhiên là phải kiểm tra xét nghiệm hàng ngày vào khoảng độ 5-6 giờ sáng. Mới đọc thông tin các bạn ha, triển khai như thế nào tới trong ngày hôm nay có ai chạy không, một chuyện khác.
phút hơn ha. Viêm thì nữa mình ăn. Rồi, sắc lại rồi các bạn ơi. Đó. Bây giờ cái màu nó sẽ ngã sang cái màu hơi nâu nâu. Màu cánh gián. Vậy đang được rồi ha. Cái kẹo lại rồi. Món sườn lạnh đà. Sườn non. Đó, có thay ra quần chút. Đây chúng ta làm món dồi heo hầm đậu phộng ha. Đây nước sôi. Cái con chó hàng xóm sủa suốt ngày. Cho dồi heo hầm vô. Nước là nước sôi các bạn ha. Đây dồi heo hầm đậu phộng. À, đậu phộng luôn. Cái này hầm chung phải hơn nửa tiếng rồi. Rồi đổ vô luôn mình. Vô. Tới lúc nó mềm lên. Món kế tiếp các bạn, món này sẽ rất là ngon. Tí siêu đường. Tí siêu đường. Chào. Chào, hôm nay sẽ ăn chao, chao với dưa leo và cà chua. Ở đây sẽ làm theo kiểu chua chua, ngọt ngọt và chao. Có chanh nữa đúng không? Ớ. Đó, có chanh nữa. Ừ, cay lên. Cái hũ chao ở xóm Đức quận 11 các bạn ha. Chao rất là thơm. Cái món này ăn chay cũng được luôn. Chay mà. Thơm bây giờ cũng sai luôn đó nha. Khoảng độ 1 mét mà vẫn còn nhiều mùi thơm các bạn. Thơm lắm. Bắt viên chanh vô. Làm chua chua ngọt ngọt luôn. Cay, ớt dầm vô. Này sắc. Anh muốn sắc không muốn dầm? Dầm sắc dầm cũng được, ok. Dạ, cây nhưng mà sợ cây quá với ba cũng được rồi. Không quý ăn không được đâu. Thôi gì cắt đi. Đó. Cái món này ăn rất là hao cơm. Bữa nay mới làm rau xào mà nó chan vậy thôi. Đó. Và đây dưa leo cà chua. Rửa cho mấy bạn. Rửa anh. Rửa rồi. Ta sắc miếng miếng lớn lớn á. Cắn nó mới đã. Anh nghĩ là cắt theo cái chiều kia chứ. Cho. Cắt không cắt theo cái chiều dọc á. Nó không có bị tuôn cái hộp ra nhiều. Đúng không? Không rõ nữa. Ừ. Đó, sắc lần 4, lần 6 vậy đó. Đó. Không bị tuôn hộp ra. Này lát chấm chao dễ hơn. Rồi qua tới dưa leo. Sắc cục đó, lớn lớn. Hả? À? Ừ. Ừ đúng rồi, vậy đó, cắn nó mới đã. Ừ. Rộp 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 rộp. Leo giòn. Ừ, dưa leo giòn. Đây xong các bạn. Thì canh đậu phộng đã chín, dồi heo chín nhờ mình mềm luôn hả? Mình đã các bạn, canh này ăn rất là bổ. Đầu lập thì đủ vô hả mình? Đại bổ. Cường dương trắng thận. Đúng là nói đúng không? Đó là đại bổ hả ta? Rồi, ok. Ở đây chụp hình nha. Đưa lên vô cái okay. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Cái giò đã quá trời. Đấy. Tương ớt luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Trên núi chứa trang gia lào.